Xin chào các bạn, cây chanh này trái nhiều quá trời đi. Nhưng mà không cần bự như vậy, nhỏ như thế này cũng có trái nhiều nè các bạn. Xin chào mừng các bạn đang đến với kênh Từ Nhà Ra Vườn, From Home to Garden. Đây là cái kênh tất tần tật về nhà cửa và vườn tược, cách trồng, cách chăm sóc nhà cửa nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách trồng cây chanh mà từ hộp. Thì cái chanh này là mình mua ở tiệm mà họ bán, tiệm thực phẩm họ bán. Có nghĩa là rất là bình thường chứ không có cần phải khó khăn phải chọn lựa gì. Thì khi mua chanh về nhà mình mua chanh nhiều lắm, mua từng bịch. Tại vì ông xã mình thích ăn chanh lắm. Thì khi có chanh ở trong nhà đó thì để xài một trái chanh thì mình xài đủ thứ hết. Là cái vỏ thì cắt ra, cái cất vô bịch để trong tủ tủ đá đó. Chừng nào đủ nhiều cái làm mứt. Còn cái hộp thì lấy ra để trồng. Còn cái ruột thì dắt chanh để làm nước chanh hoặc là làm salad. Ông xã mình thích ăn salad dữ lắm, nhất là salad tabbouleh, là cái salad miền Địa Trung Hải đó, rất là dùng rất là nhiều chanh. Nhiều khi mình làm tới 2-3 trái luôn cho một cái thao bự salad của ông á. Đây mình dắt ra nè, các bạn thấy không? Có một trái chanh thôi mà làm đủ thứ ha. Vỏ để làm mứt, ruột để làm nước chanh hoặc là salad. Còn cái hộp thì để trồng. Như người Mỹ họ có cái câu là nếu mà cuộc đời cho bạn một trái chanh thì bạn sẽ làm nước chanh. Mà thật ra đó, có một trái chanh thì còn làm được nhiều hơn thế nữa, đúng không các bạn? Đây mình bỏ vô trong cái bịch này nè. Chừng nào mà nó đủ nhiều cái là mình sẽ lấy ra mình làm mứt. Còn giờ cái vỏ chanh mà dắt rồi đó mình cho vô nước vậy nè để rửa tay. Còn đây hộp mình sẵn sàng để đi trồng. Rồi, mời các bạn theo dõi cách mình trồng nha. Thì mình lấy cái chén nhựa này, chén giấy này là nhà mình mỗi ngày hay ăn đó. Đó, bỏ vô đất vô rồi bỏ hộp chanh lên rồi lấp đất lại. Đó, rất là dễ dàng vậy thôi. Các bạn trồng làm như vậy cái để quên đó đi. Tại vì nó tới 2 tới 4 tuần nó mới nảy mầm lận. Đó, nhưng mà lâu lâu bạn phải tưới nó. Đừng có để nó khô là được rồi. Đó, cho đến là đây là hơn 3 tuần nè. Thì cây chanh mình nó nảy mầm đó, các bạn thấy không, nó téo teo đó. Rồi một tuần sau nó đã lên, nó lên mầm cao hơn chút nữa. Và đây cái cây đó nó có 2 lá chanh nhỏ xíu rồi đó các bạn. Thì nó tốn vào khoảng 2 đến 4 tuần để nó tạo lá han. Đấy, bây giờ là sau một tháng đó là nó có bắt đầu nó có 4 lá rồi, các bạn thấy không? Đó, nó càng ngày nó càng lớn lên. Rồi con nó có nhiều lá hơn nữa. Mình trồng rất là amateur cho nên là kệ nó lên gì lên. Ở đây là 4 tháng nè. Các bạn thấy không, nó lên rất là nhiều luôn. Mà nó có vẻ khỏe mạnh nữa.
Đó, bây giờ là hơn sau 4 tháng nè, là nó lên một gang tay của mình, tức là cỡ khoảng 6 inches á. Và đây là những cái cây mà mình bứng ra, mình trồng riêng ra cho nó nè. Thì có cây á, nó lên phát triển tốt, còn có cây nó phát triển chậm. Tại mình không có bón phân, bón phít gì hết, chỉ có tưới nước nó thôi. Cái quan trọng để trồng cây chanh đó là các bạn phải để nó ngoài nắng, nó thích nắng, nhưng mà để trong mát là nó không có phát triển được. Với lại chanh đó, nó sẽ có cái bệnh đó là lá nó bị trắng đó, thì mình cứ lâu lâu ra là mình cắt nó bỏ. Đây là 8 tháng rồi nè, nó đã cao coi như cái này cỡ 10 inches rồi. Để mình sẽ cho các bạn xem là đến 12 tháng của mình như nào ha. Nó cây chanh á, nó khoảng 3 năm là nó sẽ mature, tức là nó sẽ lớn, đạt cái trưởng thành của nó đó. Và đến cỡ 3 4 5 năm là nó sẽ cho trái. Nếu mà các bạn kiên nhẫn được á, thì trồng bằng hộp như mình nha. Đây các bạn xem không, là nó đã 20 mấy inch, 21 22 inch rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.